Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn trở, không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi chuyện gì với nhau vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Cha ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay." Chúa Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy tế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra nay đến ngày thứ ba rồi. Thực ra có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra và bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy y như việc các bà ấy nói, còn chính người thì họ đã không thấy." Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí của các anh thật chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ hình như vậy rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần đến làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như là phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người: "Xin mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Danh họa người họa Hà Lan tên là Rembrandt, một danh họa rất nổi tiếng vào thế kỷ thứ 17, đã có những bức họa đi vào lịch sử của con người, chẳng hạn như là bức tranh Người Con Hoang Đường. Và trong đó có bức tranh mà Chúa Giêsu đang ngồi cùng bàn với hai môn đệ trên đường Emmau. Điều gây ấn tượng nhất đó là vẻ mặt sung sướng vô ngần của hai môn đệ lúc họ nhận ra Chúa. Bức họa này được đặt trong một bảo tàng và có một chuyên viên phụ trách để giải thích ý nghĩa của bức họa cho những khách tham quan.
Một lần kia có một cặp vợ chồng có đứa con duy nhất bị chết vì tai nạn. Họ buồn quá không biết phải làm gì nên cùng nhau đến bài ở bảo tàng để giải khuây. Họ đã ngược người hướng dẫn, dẫn đến bức họa hai môn đệ đang bừng sáng lên khi nhận ra Chúa. Ban đầu đứa vợ chồng trẻ chẳng quan tâm gì đến bức họa, nhưng khi người hướng dẫn giải thích và nói rằng chúng tôi đã nghe nói về bức họa này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào chúng tôi được nghe trình bày một cách hấp dẫn như ông, chúng tôi thật sự xúc động. Đó là điều cảm nghiệm của đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng người hướng dẫn mới đáp lại rằng thật ra không phải lúc nào tôi cũng có thể trình bày một cách xác tín như vậy đây. Trước đây thì tôi rất là hời hợt qua loa để giải thích về ý nghĩa bức tranh này. Và ông ta bắt đầu nói thêm, nhưng kể từ 3 năm trước vợ tôi bị ung thư, sức khỏe cạn kiệt dần, nàng chết một cách hết sức đau đớn. Tôi không thể nào chấp nhận nổi cái chết này, bởi vì nàng là một người rất tốt, nàng không đáng bị chết như thế. Tôi tưởng như cả thế giới này như muốn sụp đổ, trái tim của tôi như tan vỡ. Nhưng vì bổn phận của tôi vẫn phải đến bảo tàng viện này để làm việc. Và ban đầu tôi cắt nghĩa một cách hết sức máy móc và vô hồn. Thế rồi một hôm tôi chợt hiểu ra rằng bức họa này không chỉ liên quan đến hai môn đệ trên đường đi Emmaus tuyệt vọng này, mà cả đến tôi nữa. Cũng như các môn đệ, tôi tuyệt vọng, tôi trở thành một kẻ lữ hành cô đơn. Dù tôi là một người tín hữu, nhưng đối với tôi, Chúa Giêsu như là một nhân vật mờ mịt trong những trang sách tin mừng. Tuy nhiên hôm đó, tôi bắt đầu cảm nghiệm được rằng Ngài đang hiện diện bên cạnh tôi. Ngài đang ở bên tôi như một người bạn, hiểu rõ nỗi đau khổ của tôi. Và ngay lúc đó, như hai môn đệ, mắt của tôi mở ra và lòng của tôi bừng cháy như hai môn đệ trên đường Emmaus. Tôi đã tìm lại được hy vọng và lẽ sống của đời tôi. Và kể từ đó, mỗi khi tôi kể câu chuyện Emmaus như tôi kể trên cái cảm nghiệm của đời tôi. Khi nghe người nhân viên bảo tàng cắt nghĩa như vậy, cặp vợ chồng không cầm được nước mắt. Hai người đã tỏ lộ, chúng tôi cũng thế. Chúng tôi đã mở mắt ra và thấy lòng mình bừng cháy lên. Hôm nay chúng tôi cũng cảm nghiệm được sự hy vọng và tìm được lẽ sống cho đời mình, vì biết rằng Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện ở bên cạnh chúng tôi. Kính thưa cộng đoàn, trước những biến cố vừa xảy ra, Thầy Giêsu bị bắt, bị đóng đinh vào thập giá và chịu chết trên thập giá. Niềm tin vào Thầy Giêsu như sụp đổ và mọi liên quan đến Thầy như đã chấm dứt. Các môn đệ thất vọng ê chề, sống trong sợ hãi. Như tin mừng Gioan mà quý bà anh chị em đã lắng nghe trong tuần trước, các môn đệ sợ hãi đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Tinh thần đang hoang mang thì các phụ nữ trong nhóm đi viếng mộ về loan một cái tin giật gân. Họ thấy mồ trống và thấy Thầy sống lại. Sự sợ hãi càng tăng lên bội phần khi mà giữa dân Do Thái lại loan truyền một cái tin xác ông Giêsu bị các môn đệ ấy lấy cắp rồi phao tim Thầy của họ đã sống lại. Tin này là do các thầy lính canh mồ bị các thầy tư tế mua chuộc đã tung ra, như tin mừng của Thánh Matthew đã ghi nhận lại. Vì thế các ông luôn sống trong hoang mang và sợ hãi. Một số người đã rời bỏ Jerusalem về quê, như là chúng ta thấy trong tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Hai môn đệ đã bỏ về thành Emmaus, quê hương của hai ông. Emmaus là một ngôi làng cách Jerusalem về phía tây bắc khoảng 11 cây số, 11-12 cây số.
Và chúng ta thấy trên đường đi Emmau, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra bên cạnh họ, nhưng họ lại không nhận ra. Theo thánh Augustino thì việc các môn đệ không nhận ra Chúa vì họ quá băng quăng lo lắng khi thấy Chúa bị đóng đinh trên thập giá, đến độ họ quên đi lời của Chúa phán rằng Ngài sẽ phục sinh. Con mắt của họ bị che khuất, họ không nhận ra Chúa cho đến khi người bẻ bắn, không còn nhìn ra sự thật là Chúa phải chết và sống lại. Không phải là sự thật đã gạt gẫm họ, nhưng mà chính họ không thể nhận ra sự thật. Và Chúa Giêsu đã giải thích cho họ, dựa theo Kinh Thánh, Đấng Messiah phải chịu đau khổ và phải chết rồi mới vào vinh quang. Sau đó, theo lời nài nỉ của hai môn đệ, Ngài cùng với vào nhà cùng với các ông, Ngài ngồi vào bàn, đọc lời chúc tụng trên bánh, bẻ ra và trao cho các ông. Lúc đó, hai môn đệ mới nhận ra Thầy, nhưng Ngài đã biến mất, để lại cho họ sự ngỡ ngàng trước tấm bánh được bẻ ra, dấu chỉ của sự hiện diện. Và lập tức, hai môn đệ trở lên Jerusalem, loan báo Chúa phục sinh, và họ đã thấy và thuật lại tất cả những gì xảy ra cho các môn đệ khác. Vâng, toàn bộ của diễn tiến và trình thuật ở trên đường Emmau, chúng ta thấy phác họa một cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ là của các môn đệ mà của chính cuộc sống của chúng ta, với trung tâm điểm là thánh lễ hàng ngày. Trên đường đời, với những kinh nghiệm và khủng hoảng của đức tin của mỗi người chúng ta đối diện hàng ngày, làm cho chúng ta mệt mỏi, chán nản, thất vọng, bào mòn niềm tin. Giữa những thử thách, giữa những khủng hoảng, Chúa Giêsu đã đứng bên cạnh và giúp cho chúng ta và giúp cho hai môn đệ thanh luyện đức tin trong ý nghĩa của Kinh Thánh quy về Đấng Thiên Sai phục sinh, chính là Đức Giêsu. Ngài đã dẫn đưa các ông và cho cả chúng ta nữa vào thánh lễ như chúng ta đang hiện diện ở nơi đây. Đó là trung tâm điểm của cuộc đời mà Chúa luôn hiện diện. Tin mừng Luca đã nhấn mạnh rằng các ông đã lắng nghe lời Chúa. Đoạn bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các ngôn sứ giải thích cho hai ông biết tất cả lời Kinh Thánh chỉ về Người. Sau đó Chúa Giêsu đã cử hành thánh thể, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm như là làm trong bữa tối cuối cùng khi lập ra bí tích thánh thể và truyền cử hành cho đến ngày tận thế, chính là thánh lễ hàng ngày, chính là thánh lễ mà hôm nay mà chúng ta đang hiện diện. Chúng ta được thông hiệp với bí tích mình và máu thánh của Chúa Giêsu. Giữa thánh lễ của cuộc đời, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh đang ở giữa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, giữa những bước đi thăng trầm của cuộc đời, chúng ta xin với Chúa như hai môn đệ đã xin cùng với Thầy Giêsu rằng: Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Chiều đã về là lúc bóng đêm đang buông xuống, cũng là lúc sự dữ và bóng tối hoàn hành. Thế lực của bóng tối mà chúng ta phải chiến đấu. Vâng, xin Chúa ở lại với chúng con trên đường đời đầy chông gai và thử thách. Xin Chúa lưu lại với chúng con và biết dạy chúng con cũng biết trỗi dậy và hồi sinh. Như Thánh Vinh đã dạy chúng con, Chúa sẽ chỉ cho chúng con biết đường về lỗi trường sinh. Chúa Kitô hiện diện giữa cuộc đời sống hàng ngày, chúng ta nhận ra sự hiện diện huyền nhiệm của Đấng phục sinh và đón nhận Ngài với lòng tin. Nhận ra Chúa phục sinh khi cử hành thánh lễ, khi nghe và cử hành bí tích thánh thể. Trong bí tích huyền nhiệm này, Ngài vẫn tiếp tục cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho chúng ta. Vâng, đường Emmau tâm hồn đổi mới, mở trí lòng thấy Đấng phục sinh. Gian nan trong bước đời mình, Chúa cho con nghiệm được tình yêu thương. Dù đang đau khổ, thất vọng vì những mất mát ê chề của cuộc sống, dù đang phải cằn quại trong đau khổ của thể xác và tinh thần, dù đang phải cảm nhận được rằng mình đang ở dưới vực sâu của tội lỗi,
bám vào Chúa đang hiện diện một cách huyền nhiệm. Thật thế, Chúa Giêsu trong hành trình Emmau cuộc đời của chúng ta, Ngài vẫn nói với chúng ta trong trung tâm lại hiến lễ của Thánh Thể: con đừng thất vọng. Và Ngài cũng đồng hành với chúng ta trên đường lữ hành. Với Ngài, chúng ta tiến bước về Jerusalem như hai môn đệ đã trỗi dậy tiến lại Jerusalem và mang một tâm tình mới, phục hồi ánh sáng niềm tin, mầu nhiệm cuộc sống, hành trình đức tin. Amen.